Sau nhiều tháng chờ đợi, Now We Are Breaking Up cuối cùng đã chính thức lên sóng truyền hình. Và người hâm mộ đang chờ đợi tập 3 ra mắt. Bộ phim truyền hình K-drama của Song Hye Kyo và Jang Ki-yong hiện là một trong những bộ phim truyền hình K có tỷ suất người xem cao nhất trong tuần. Ra mắt vào thứ 6 tuần trước, bộ phim đã đứng ở vị trí thứ 3 trên toàn cầu với tỷ suất người xem hơn 8%. Chỉ mới chiếu 2 tập và người hâm mộ đã rất tò mò về những gì sẽ xảy ra. Là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa Yang Eun và Jae Kook khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Mọi thứ giữa chúng sẽ phức tạp hơn. Mặc dù đêm Jae Kook và Yang Eun đã nối nhau sau khi gặp nhau tại tuần lễ thời trang Busan, họ có thể có lịch sử cùng nhau hoặc với ai đó, chung như anh trai quá cố Yoon Su-hwan của Jae Kook. Cách phản ứng của cả hai khi nghe cái tên Yoon Su-hwan, có điều gì đó mà họ đang che giấu. Và nó đang làm tổn thương cả hai sâu sắc. Như Yang Eun nghĩ, cô ấy sẽ không gặp Jae Kook sau tình một đêm đó. Rằng cô ấy thậm chí không buồn nói cho anh ta biết tên của mình và thích ở lại với người lạ. Cách mà số phận đã kéo họ đến với nhau tuy hơi sáo rỗng nhưng vẫn thú vị. Ngày phát hành tập 3 của Now We Are Breaking Up, tập 3 của Now We Are Breaking Up sẽ phát hành vào ngày 19 tháng 11 năm 2021 lúc 10 giờ tối KST. Những gì tưởng như bắt đầu của một câu chuyện của hai người yêu nhau đã chia tay bây giờ giống như một cái gì đó khác. Khi Jae Kook kéo một số sợi dây và đưa Shin Yoo Jung đến sự kiện kỷ niệm của The One, Yoo Jung nói với anh rằng Yang Eun có quan hệ họ hàng với người anh quá cố Yoon Su-hwan. Trở lại phim trường vào ngày hôm sau và tự hỏi cô ấy liệu cô ấy có biết một Yoon Su-hwan không? Và biết rằng anh ấy là người mà cô ấy vẫn đang cố gắng chia tay. Mọi thứ đang trở nên khó khăn khi Jae Kook quyết định ở lại Hàn Quốc một thời gian, cùng làm việc với Yang Eun để anh ấy có thể biết được những điều ẩn sâu bên trong. Tập 3 của Now We Are Breaking Up sẽ được đón xem trên kênh truyền hình SBS. Đối với buổi công chiếu toàn cầu có phụ đề, người hâm mộ thậm chí có thể truy cập các dịch vụ phát trực tuyến như Rakuten, Viki và View. Mỗi tập có thời lượng khoảng 70 phút. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.